Hello everybody, today I will play e-game The Front in WoodShop. Mấy bạn ơi like và chia sẻ nhiệt tình cho mình đi mấy bạn ơi. Một chia sẻ của mấy bạn là động lực của mình đó. Chia sẻ cho mình nhé, để mình có động lực làm nhiều game hay đáp ứng cho mấy bạn nhé. Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Thank you.
Exactly. Yeah. Yay! Exactly.